Làm hậu phương chắc giả bên lâu.
mê không thấu tình đạt lý, rước dắt về nhà dày xéo quê hương. Nếu có phút giây nào biết nhớ biết thương, là hình ảnh của một thuở hào hùng dương đầu. Đoàn hôm nay ông cha đã quên cội nguồn đất nước, tiếp giữa hai ngã đường bên trong. Ngọc Hân, ta hiểu được lòng dạ của nàng tướng công, nhưng đất nước này không phải của riêng ai. Xin đừng tới đua đài cho nhân dân phải quan tâm. Đã biết bao công sức chẳng gầy, và mấy ngàn năm bao người đã hy sinh đổ máu xương. Ta là Ngọc Hân của quân nhân, cha mẹ sắp bài là để cho đất nước được thank you.
sĩ ma quân. Yeah. Quyền Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung.